Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 38, chuyện con cọ, tiền thân Ba Kha, kẻ có trí lường gạt. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo làm thợ mai y. Theo truyền thuyết, có một tỷ kheo trú ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về công việc mai y như cắt, ráp, sắp xếp và mai lại, vân vân. Do thiện xảo này, vị ấy thường làm y và có tên là thợ mai y. Vị ấy làm gì? Từ những mảnh vải cũ mòn, với bàn tay khéo léo, vị ấy làm thành y mềm dịu vừa ý. Sau khi may xong, vị ấy nhuộm với nước bột, ủi bằng vỏ ốc, làm cho trân y láng đẹp đẽ. Những tỷ kheo không biết làm y đem vải mới đến tỷ kheo ấy và nói: "Này hiền giả, chúng tôi không biết làm y, hãy may giúp cho chúng tôi." Tỷ kheo ấy nói: "Này hiền giả, làm sao một y cần nhiều thời gian, nhưng nay tôi có một y mới làm xong, hãy để vải này lại, lấy y ấy mà dùng." Vị ấy đem y ra cho họ xem. Những tỷ kheo ấy chỉ thấy màu sắc y tươi đẹp mà không biết bề trong của y, tưởng rằng y ấy chắc chắn nên đưa cho tỷ kheo thợ mai sắp vải mới đổi lấy y và ra đi. Khi y ấy hơi bị nhớp và được giặt trong nước nóng, thực chất của y hiện rõ. Đây đó những chỗ cũ mòn được phơi bày, họ hối tiếc việc trao đổi trước. Như vậy vị ấy lường gạt những ai đem vải đến may, và khắp mọi nơi đều biết chuyện ấy. Giống như vị tỷ kheo lừa gạt ở Kỳ Viên, tại một làng nhỏ nọ, có một tỷ kheo khác mai y cũng lừa dối thiên hạ. Những tỷ kheo bạn của vị ấy báo cho biết: "Này tôn giả, ở Kỳ Viên có một thợ mai y lừa dối thiên hạ như tôn giả vậy." Vị ấy tự bảo: "Ta sẽ lường gạt thợ mai ở thành thị này. Vị ấy là một cái y với nhiều tấm vải cũ rất đẹp, nhuộm với màu vàng đậm, và đáp y ấy đi đến Kỳ Viên." Thợ mai kia thấy y ấy, hỡi lòng tham và hỏi: "Thưa tôn giả, y này có phải tôn giả đã may không?" "Này hiền giả, phải, tôi đã làm." "Này tôn giả, hãy nhường cho tôi y này, tôn giả sẽ lấy y khác." "Này hiền giả, chúng tôi là người ở làng, rất khó được các vật dụng. Nếu tôi cho hiền giả y này, tôi sẽ đắp cái gì?" "Thưa tôn giả, tôi có vải chưa may." "Tôn giả hãy lấy vải ấy và làm y cho tôn giả." "Thưa hiền giả, y này là do tay tôi làm. Hiền giả đã nói như vậy thì tôi từ chối gì được." "Thôi, hiền giả hãy lấy đi." Sau khi đưa cái y gồm nhiều tấm vải cũ, vị ấy lấy vải mới, lừa dối tỷ kheo ấy rồi ra đi. Vị tỷ kheo ở Kỳ Viên, sau vài ngày đắp y ấy, giặt y ấy với nước nóng, thấy những miếng vải cũ mòn và bị chê cười xấu hổ. Toàn thể chúng tăng được biết rõ là người thợ mai ở Kỳ Viên đã bị người thợ mai ở làng nhỏ lường gạt. Một hôm tại pháp đường, các tỷ kheo đang ngồi nói về câu chuyện ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn chuyện gì. Các tỷ kheo trình bày câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay người thợ mai ở Kỳ Viên mới lường gạt những người khác. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi. Và người thợ mai ở ngôi làng nhỏ không phải chỉ nay mới lường gạt người thợ mai ở Kỳ Viên. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng đã lường gạt rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại một ngôi rừng, Bồ Tát sinh làm thần cây. Cây ấy mọc gần một hồ sen. Lúc bấy giờ, trong một hồ khác không lớn lắm, do mùa hạn hán nước thấp, nhưng tại đấy có cá rất nhiều. Một con cò thấy đàn cá, suy nghĩ cách lường gạt và ăn chúng. Cò đi đến hồ, ngồi bên bờ suy tư. Đàn cá thấy vậy liền hỏi cò: "Ngài ngồi suy nghĩ gì vậy?" "Tôi ngồi suy nghĩ đến các bạn." "Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi?" "Trong hồ này nước cạn, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn, nay các bạn sẽ làm gì?" "Chính ta ngồi đây suy nghĩ như vậy." "Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì?" "Này, nếu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các bạn đến một hồ lớn tràn đầy hoa sen năm sắc, và thả các bạn ở đấy." "Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại nghĩ đến loài cá. Ngài chỉ muốn ăn chúng tôi từng con một thôi. Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta."
Nếu các bạn không tin lời ta là đằng kia có một cái hồ, hãy cử một con cá đi với ta để chính nó thấy cái hồ ấy. Đàn cá tin lời cò ấy, liền cử một con cá lớn mù một mắt, nghĩ rằng nó có khả năng đối nghịch với cò dưới nước và trên cạn, và bảo cò mang đi. Cò ngậm lấy cá ấy mang đi thả trong hồ, chỉ cho thấy toàn bộ cái hồ, rồi đưa nó về thả nó lại với đàn cá trong hồ cũ. Cá này tán thán sự quyến rũ của hồ mới cho chúng bạn nghe. Nghe nó tán thán, đàn cá đều muốn đi và nói với cò: lành thay, ngày hãy mang chúng tôi đi. Con cò trước hết mang con cá lớn một mắt ấy, đưa nó đến bờ hồ, chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đổ xuống cây Vanatra mọc bên bờ hồ. Cò ném con cá vào giữa hai cành cây, lấy mỏ mổ con cá, giết chết nó và ăn thịt, thả xương xuống gốc cây, rồi trở về nói: con cá ấy đã được ta thả rồi, con khác hãy đi. Với phương cách ấy, cò mang đi từng con cá một, ăn hết cả đàn cá, và cuối cùng không tìm thấy con cá nào nữa. Tại đấy chỉ có con cua còn ở lại. Con cò muốn ăn nó nên nói: này bạn cua, tất cả đàn cá ấy đã được ta mang đi thả xuống hồ lớn đầy những bông sen. Hãy đến đấy, ta sẽ mang bạn đi. Làm thế nào ngày mang tôi đi? Ta ngậm lấy bạn, ta sẽ mang đi. Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm tôi rơi xuống, tôi sẽ không đi với ngài đâu. Chớ sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi. Con cua suy nghĩ, nó mang những con cá mà không thả vào hồ. Nếu nó thả ta vào trong hồ thì tốt, nếu nó không thả, ta sẽ cắt đứt cổ của nó và giết nó. Rồi cua nói với cò: này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chắn được. Chúng tôi loài cua đã kẹp thì kẹp chặt. Nếu tôi lấy cái càng kẹp cổ bạn, tôi sẽ kẹp chặt cổ bạn và sẽ đi với bạn. Con cò không biết con cua muốn lường gạt mình, bèn bằng lòng. Như cái kềm của người thợ rèn, con cua với những cái càng của mình kẹp rất chặt cổ cò và nói: nào, chúng ta hãy đi. Cò đưa cua đi, trước hết chỉ cho nó thấy cái hồ, rồi đi về phía cây Vanatra. Cua nói: này bạn, cái hồ ở phía này, sao bạn lại đưa tôi đi phía khác? Ừ, ta là bạn thân của ngươi, và ngươi là bạn thân của ta. Ngươi tưởng ta là nô lệ của ngươi, nhấc bổng ngươi và đưa ngươi đi không sao? Hãy nhìn đống xương này dưới gốc cây Vanatra, và ta đã ăn tất cả con cá ấy. Cũng vậy, nay ta sẽ ăn ngươi. Những con cá ấy vì ngu si nên bị ngươi ăn, nhưng ta sẽ không để ngươi ăn ta đâu. Cua nói: ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi thật là ngu ngốc, ngươi bị ta lừa mà không biết. Nếu chết, cả hai cùng chết. Ta sẽ cắt đứt đầu ngươi trước khi ta rơi xuống đất. Nói xong, cua kẹp chặt cổ cò lại như gọng kềm, với miệng há to, nước mắt từ từ chảy. Quá kinh hãi vì sợ chết, cò nói: thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài, hãy cho tôi sống. Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hồ. Cò bay trở lui, hạ xuống hồ, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. Nhưng con cua trước khi xuống nước cắt đứt cổ cò như con dao cắt một cọng sen. Vị thần sống ở trên cây thấy sự lạ lùng này, đã làm cho toàn khu rừng vang dậy lời tán thán khi nói lên bài kệ với âm thanh dịu ngọt: kẻ có trí lường gạt, kẻ không may bị gạt. Con cò có trí gạt đã bị cua gạt lại. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay người thợ mai ở Kỳ Viên mới bị người thợ mai ở làng lường gạt. Trong thời quá khứ, vị ấy cũng bị lường gạt rồi. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc ấy, người thợ mai ở Kỳ Viên là con cò, người thợ mai ở làng là con cua, còn ta là thần cây. Ha ha ha, 问什么的说